Kinh, Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 6, phẩm Tùy Hỷ Công Đức thứ 18. Tùy hỷ là gì? Tùy là tùy thuận, tùy sự, tùy lý, tùy quyền, tùy thật. Hỷ là hỷ khánh, khánh nhân, khánh quả, khánh hạnh, phụng hành Phật Pháp, hoằng dương Phật Pháp. Nói một cách rõ hơn, tùy sự tức là tùy thuận sự tướng, tùy lý là tùy thuận lý tánh. Lý tức là lý thể thực tướng, bổn tánh của Pháp giới. Bổn tánh Pháp giới chẳng ngoài một tâm niệm hiện tiền. Một tâm niệm hiện tiền bao quát tánh Pháp giới và thể Pháp giới. Một tâm niệm hiện tiền tùy công đức của Pháp giới, cho nên nói tùy hỷ công đức. Bổn thể của Phật tức là lý. Lý của Phật cũng tức là Pháp thân. Phật xuất hiện ra đời để giáo hóa tất cả chúng sinh trong mười phương. Đó là sự. Do lý mà tùy sự, do sự mà tùy lý. Đây gọi là lý sự không hai. Sự chẳng lìa lý, lý chẳng rời sự. Nhìn lại là hai, song kỳ thật là một. Nhìn lại là một, nhưng lại có thể phân làm hai. Cho nên nói hai chẳng phải hai, chẳng phải hai mà hai, hai mà chẳng phải hai, chẳng phải hai mà hai, tức là lý trung đạo. Tùy quyền tùy thật công đức, tức là công đức tùy hỷ của Phật nói về quyền, công đức tùy hỷ của Phật nói về thật. Mình có nhân lành thì mới nghe được diệu pháp. Đây là nhân của sự hỷ khánh mà gặp được diệu pháp này. Sau khi gặp được diệu pháp mà chuyên tâm tu trì thì tương lai sẽ đắc được quả bồ đề. Kinh văn: bấy giờ Đại Bồ Tát Di Lặc bạch Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn, nếu có người thiện nam, người thiện nữ nghe kinh pháp hoa này mà tùy hỷ thì đắc được bao nhiêu phước đức? Bèn nói bài kệ rằng: giảng giải. Sau khi nói xong phẩm phân biệt công đức thì lúc đó Đại Bồ Tát Di Lặc bèn bạch với Đức Phật Thích Ca rằng: Đức Thế Tôn, nếu như có người thiện nam, người thiện nữ giữ năm giới hành thập thiện, nghe được kinh pháp hoa mà tùy hỷ công đức thì họ đắc được bao nhiêu phước đức? Đại Bồ Tát Di Lặc lại nói ra bài kệ. Kinh văn: sau khi Phật diệt độ, có người nghe kinh này mà sinh tâm tùy hỷ được bao nhiêu công đức? Giảng giải. Sau khi Đức Thế Tôn diệt độ, tương lai có người nghe được kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà sinh một tâm niệm tùy hỷ thì người đó đắc được bao nhiêu phước đức? Xin Thế Tôn từ bi khai thị. Kinh văn: bấy giờ Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Di Lặc: A Dật Đa, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ và những người có trí khác, hoặc già hoặc trẻ, nghe kinh này mà tùy hỷ, từ pháp hội ra đi đến nơi khác. Giảng giải. Lúc đó Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Di Lặc rằng: A Dật Đa, sau khi Như Lai vào Niết Bàn rồi, ngoài các hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, bốn chúng này ra, như có những người trí huệ, bất cứ là già hoặc trẻ, từ trong pháp hội nghe kinh pháp hoa mà tùy hỷ rồi, từ trong pháp hội ra đi đến những nơi khác, vì người khác giải nói nghĩa lý của kinh này, thì sẽ đắc được phước đức không thể nghĩ bàn. Kinh văn: hoặc tại nhà của chư tăng ở, hoặc tại chỗ vắng vẻ, hoặc tại thành ấp đường xá, xóm làng, ruộng nương, đem sự nghe của mình mà vì cha mẹ, người thân, bạn bè, tri thức, tùy sức mà diễn nói, khiến cho họ nghe rồi mà tùy hỷ. Lại đi diễn nói với người khác nghe rồi cũng tùy hỷ, lại đi diễn nói với người khác nữa, cứ như thế cho đến người thứ 50. Giảng giải.
hoặc tại chỗ chư tăng ở, hoặc ở tại chỗ vắng vẻ trong thâm sơn cùng cốc, hoặc tại thành ấp, đường xá, xóm làng, ruộng nương, vân vân. Đem Phật Pháp mà mình nghe được ở tại Pháp hội, vì cha mẹ, người thân, bạn bè, tri thức, tùy sức hiểu biết của mình mà vì họ giải nói nghĩa lý của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, khiến cho họ gieo trồng căn lành, đắc được lợi ích công đức tùy hỷ. Những người tùy hỷ kinh điển đó, nghe rồi lại đi giáo hóa người khác, vì họ giải nói nghĩa lý trong kinh, khiến cho họ nghe rồi lại tùy hỷ. Cứ như thế, cho đến người thứ 50, người đó đắc được phước đức nhiều không thể nói đặng. Kinh văn: A Dật Đa, người thiện nam, người thiện nữ, thứ 50 đó tùy hỷ công đức, nay ta nói ra ông nên lắng nghe. Giảng giải: Đức Phật lại gọi một tiếng: A Dật Đa, người thiện nam, người thiện nữ, thứ 50 đó tùy hỷ công đức, bây giờ ta vì ông mà nói ra, ông nên tập trung chú ý nghe. Kinh văn: Nếu bốn loài sáu đường chúng sinh trong 400 vạn ức A Tăng Kỳ thế giới, loài sinh bằng trứng, loài sinh bằng thai, loài sinh bằng ẩm ướt, loài biến hóa sinh ra, hoặc loài có hình, loài không có hình, loài có nghĩ tưởng, loài không có nghĩ tưởng, loài chẳng có nghĩ tưởng, chẳng phải không có nghĩ tưởng, loài không chân, hai chân, loài bốn chân, nhiều chân, như vậy hết thảy loài chúng sinh. Có người cầu phước tùy theo sự ưa muốn của họ mà cung cấp cho đầy đủ. Giảng giải: Nếu như có bốn loài sáu đường chúng sinh trong 400 vạn ức A Tăng Kỳ thế giới, bốn loài là loài sinh bằng trứng, bằng thai, bằng ngẫm ướt, bằng biến hóa sinh ra. Sáu đường chúng sinh là trời, người, Atula, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Loài sinh bằng trứng thì trứng do tưởng mà sinh ra. Loài sinh bằng thai thì thai do tình mà có. Loài sinh bằng ẩm ướt thì nhờ ẩm ướt mà hợp cảm. Loài biến hóa thì nhờ hóa mà ly ứng. Tóm lại, loài sinh bằng trứng, thai, ẩm ướt, biến hóa đều là nghiệp quả sở cảm. Tình tưởng ly hợp đều là nghiệp nhân năng cảm. Loài sinh bằng thai do ái tình mà sinh ra. Loài sinh bằng trứng chỉ nhờ loạn tưởng mà sinh ra. Loài sinh bằng ẩm thấp, ngửi hương tham vị phối hợp mà cảm. Loài sinh bằng biến hóa, chán cũ, vui mới, nhờ đó mà ứng. Đây là chúng sinh của dục giới. Chúng sinh có hình thuộc về sắc giới. Chúng sinh vô hình thuộc về cõi vô sắc. Chúng sinh không thức nhị biên xứ. Vô tưởng là chúng sinh vô sở hữu xứ. Phi hữu tưởng, phi vô tưởng là chúng sinh phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Đây là tên gọi của chín loài chúng sinh. Loài không chân là loài dung, vân vân. Loài hai chân là chó, gà, chim, vân vân. Loài bốn chân là cọp, sư tử, vân vân. Loài nhiều chân là rết, cuốn chiếu, vân vân. Hết thảy các loài chúng sinh, có người vì cầu phước mà tùy thuận sự ưa muốn của họ, đều cung cấp cho họ đầy đủ, chẳng thiếu món gì. Kinh văn: Mỗi mỗi chúng sinh đều cấp cho đầy cõi diêm phù đề, vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, các thứ châu báu, và voi ngựa, xe cộ, cung điện, lầu cát, làm bằng bảy báu, vân vân. Giảng giải: Hết thảy chúng sinh đều bố thí đầy diêm phù đề, vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, hết thảy các thứ châu báu, đá quý và voi ngựa, xe cộ, cung điện, lầu cát, làm bằng bảy báu, vân vân. Phàm là những gì chúng sinh cần thì vị đại thí chủ đó đều bố thí tất cả, tuyệt đối không có tâm sang tham. Kinh văn: Đại thí chủ đó bố thí như vậy mãn 80 năm rồi, bèn nghĩ như vậy: Ta đã bố thí cho chúng sinh những đồ vui thích, tùy ý sự ưa muốn của họ,
Nhưng những chúng sinh này đều đã già nua, tuổi đã quá 80, tóc bạc mặt nhăn, sự chết chẳng còn bao lâu, ta nên dùng Phật Pháp để giáo hóa họ. Giảng giải: vị đại thí chủ đó lại bố thí bảy báo, bố thí xe cộ, bố thí cung điện cho chúng sinh. Người dân gian đi du hành phải đi bằng xe, thuyền. Người trên trời đi du hành bằng cung điện. Tóm lại, người ở trên trời ngồi ở trong cung điện thì có thể đi du hành khắp nơi, tốc độ còn nhanh hơn quả tiễn hiện đại. Có người khởi vọng tưởng cung điện làm sao di động được. Cảnh giới này, đợi khi nào bạn chứng được ngũ nhãn lục thông thì tự nhiên sẽ biết. Đây chẳng phải là việc bí mật mà là việc bình thường. Chỉ cần dụng công tu hành, nỗ lực tham thiền thì sớm sẽ hiện thực. Bố thí như thế trải qua 80 năm, vị đại thí chủ đó bèn nghĩ như vậy: ta đã bố thí cho chúng sinh những đồ vui thích, đều tùy thuận tâm ý của họ. Họ muốn gì thì ta bố thí cái đó. Song những chúng sinh đó đã già nua, tuổi tác đã hơn 80, tóc bạc mặt nhăn, cái chết chẳng còn bao lâu. Ta nên dùng Phật Pháp để dạy họ, khiến cho họ kịp thời tu hành, thoát khỏi biển khổ, sinh về tịnh độ. Kinh văn: bèn triệu tập những chúng sinh đó, truyền bá Phật Pháp giáo hóa, khiến cho họ được lợi ích, sinh tâm hoan hỷ, nhất thời đều đắc được đạo Tu Đà Hoàng, đạo Tư Đà Hàm, đạo A Na Hàm, đạo A La Hán, sạch các hữu lậu, nơi thiền định thâm sâu đều đắc được tự tại, đủ tám giải thoát. Ý của ông thế nào? Vị đại thí chủ đó đắc được công đức có nhiều chăng? Giảng giải: vị đại thí chủ đó nghĩ rồi, bèn lập tức triệu tập hết thảy chúng sinh lại, tuyên bố Phật Pháp, chỉ dạy giáo hóa họ, khiến cho họ đắc được lợi ích Phật Pháp, sinh tâm hoan hỷ. Những chúng sinh đó sớm đắc được quả vị A-la-hán. Thời gian chẳng bao lâu, có người chứng được đạo quả Tu Đà Hoàng, tức sơ quả, dịch là dự lưu, vào dòng thánh nhân pháp tánh, ngược dòng phàm phu lục trần, chẳng cùng dòng hợp ô, thân tâm thanh tịnh, chẳng bị cảnh giới chuyển, đã đoạn sạch dục giới 88 phẩm kiến hoặc, còn 7 lần sinh tử mới chứng được tứ quả vô học vị. Có người chứng được đạo quả Tư Đà Hàm, tức nhị quả, dịch là nhất lai giảng, còn một lần thọ sinh lên trời và sinh xuống nhân gian, đã đoạn dục giới tư hoặc 6 phẩm trước. Tại tam giới có cửu địa, mỗi địa có 9 phẩm tư hoặc, cộng thành 81 phẩm tư hoặc. Có người chứng được đạo quả A Na Hàm, tức tam quả, dịch là bất lai, chẳng đến dục giới thọ sinh tử nữa, đã đoạn sạch dục giới, tức ngũ thú tạp cư địa, tư hoặc 3 phẩm sau. Còn sắc giới và vô sắc giới 72 phẩm tư tưởng chưa đoạn. Có người chứng được đạo quả A-la-hán, tức tứ quả, dịch là sát tặc, tức là giết tặc phiền não, lại dịch là ứng cúng, tức là xứng đáng thọ nhận trời người cúng dường. Còn có nghĩa là vô sinh, tức là chẳng thọ quả báo sinh tử. Cảnh giới của A-la-hán đã đoạn sạch tất cả hữu lậu ba cõi, do đó chư lậu đã tận, phạm hạnh đã lập, sở tác dĩ biện, bất thọ hậu hữu. Các lậu đã sạch, phạm hạnh đã vững, những gì cần làm đã làm xong, chẳng còn thọ thân sau nữa, ở trong thiền định thâm diệu đều được tự tại, lại có đủ tám giải thoát, tức là xả bỏ tham ái ba cõi, giải thoát khỏi tám thứ thiền định trói buộc. 1. Nội hữu sắc tưởng, quán ngoại sắc giải thoát. 2. Nội vô sắc tưởng, quán ngoại sắc giải thoát. 3. Tịnh giải thoát thân, tác chứng cụ túc trụ. 4. Không vô biên xứ giải thoát. 5. Thức vô biên xứ giải thoát. 6. Vô sở hữu xứ giải thoát. 7. Phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát. 8.
diệt thọ tưởng định thân tác chứng của túc trụ. Phật nói với Bồ Tát Di Lặc: ý của ông như thế nào? Vị đại thí chủ đó đắc được công đức có nhiều chăng? Có người hỏi: cửu địa là gì? Đáp: tại dục giới có nhất địa, gọi là ngũ thú tạp cư địa, tức là trời, người, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, thế giới của năm loài chúng sinh ở lộn lạo. Tại sắc giới có tứ địa. Một, sắc giới trời sơ thiền gọi là ly sinh hỷ lạc địa, vì lìa khỏi dục giới thọ sinh, cho nên trong tâm cảm thấy vừa hoan hỷ vừa khoái lạc. Hai, sắc giới trời nhị thiền gọi là định sinh hỷ lạc địa, vì từ trong định sinh ra một thứ hoan hỷ chẳng gì sánh bằng, mà được cảnh giới khoái lạc. Ba, sắc giới trời tam thiền gọi là ly hỷ diệu lạc địa, đã lìa khỏi hoan hỷ thô, đắc được khoái lạc di diệu. Bốn, sắc giới trời tứ thiền gọi là xả niệm thanh tịnh địa, xả bỏ diệu lạc niệm đầu của tam thiền, thân tâm thanh tịnh, một bụi trần không nhiễm. Tại vô sắc giới có tứ địa. Một, không vô biên xứ địa, tuy cảm giác chẳng có thân nhưng có tâm thức tác dụng. Hai, thức vô biên xứ địa, sáu thức trước hoàn toàn diệt tận, chỉ có hai thức sau tồn tại. Ba, vô sở hữu xứ địa, chế phục được thức thứ bảy, chỉ còn thức thứ tám tồn tại. Bốn, phi tưởng phi phi tưởng xứ địa, định lực khống chế thức thứ tám, không thể hoạt động là phi tưởng, định lực chẳng đủ, thức thứ tám lại hoạt động là phi phi tưởng. Bất động tức chẳng có sinh tử, có động thì có sinh tử. Tóm lại, đem ba cõi vẽ thành cửu địa làm tiêu chuẩn tiến lên của người tu hành, dụng công tu hành thành tựu thì thăng lên một giai đoạn, vượt quá phạm vi cửu địa thì chứng được tứ quả A-la-hán hoặc sơ trụ Bồ-Tát, chấm dứt phân đoạn sinh tử, chưa đoạn được biến dịch sinh tử. Tu đến đẳng giác Bồ Tát vị thì vẫn còn một phần sinh tướng vô minh chưa đoạn. Nếu đoạn sạch thì lập tức đến diệu giác quả vị, quả vị Phật. Song Bồ Tát chẳng muốn đoạn một phần vô minh cuối cùng, vì Bồ Tát phát tâm đảo giá từ thuyền, phổ độ chúng sinh. Do đó chúng sinh độ hết mới chứng Bồ Đề. Kinh văn: Bồ Tát Di Lặc bạch Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn, công đức của người đó rất nhiều, vô lượng vô biên. Nếu vị thí chủ đó chỉ bố thí tất cả đồ vui thích thì công đức đã vô lượng, hà huống khiến cho họ đắc được quả A-la-hán. Giảng giải: Bồ Tát Di Lặc nói với Phật rằng: Đức Thế Tôn, công đức của vị thí chủ đó rất nhiều, vì vị đó chẳng những bố thí tất cả đồ vui thích mà còn khiến cho tất cả chúng sinh chứng được tứ quả A-la-hán, cho nên nói công đức vô lượng vô biên. Kinh văn: Đức Phật bảo Bồ Tát Di Lặc: nay ta phân tích rõ cho ông nghe, người đó đem tất cả đồ vui thích bố thí cho sáu đường chúng sinh trong 400 vạn ức A Tăng Kỳ thế giới, lại khiến cho họ đắc quả A-la-hán. Công đức của người đó chẳng bằng người thứ 50 nghe một bài kệ kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ công đức trăm phần, ngàn phần, trăm ngàn vạn ức phần, cũng chẳng bằng một phần, cho đến tính đếm thí dụ cũng không thể biết được. Giảng giải: Đức Phật bảo Bồ Tát Di Lặc: bây giờ ta phân tích rõ ràng đạo lý này cho ông rõ. Vị đại thí chủ đó đem tất cả đồ vui thích bố thí cho sáu đường chúng sinh trong trăm vạn ức A Tăng Kỳ thế giới, lại khiến cho những chúng sinh đó đều chứng được quả vị A-la-hán. Công đức của người đó đắc được chẳng bằng người thứ 50 nghe một bài kệ kinh Pháp Hoa. Công đức tùy hỷ trăm phần, ngàn phần, trăm ngàn vạn ức phần,
cũng chẳng bằng một phần cho đến tính toán, ví dụ, để hình dung, cũng chẳng cách chi biết được cứu kính có bao nhiêu. Kinh văn A Dật Đa, như người thứ 50 đó lần lượt được nghe kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ, công đức còn vô lượng vô biên A Tăng Kỳ. Hà huống là người đầu tiên ở trong Pháp hội nghe kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ. Phước người này còn hơn phước người thứ 50 vô lượng vô biên A Tăng Kỳ, không thể sánh được. Giảng giải, Đức Phật lại gọi một tiếng A Dật Đa, như người thứ 50 đó lần lượt nghe được kinh Pháp Hoa mà phát tâm tùy hỷ, còn đắc được công đức vô lượng vô biên A Tăng Kỳ. Hà huống là người đầu tiên trực tiếp nghe kinh Pháp Hoa ở trong Pháp hội mà phát tâm tùy hỷ. Công đức của người này đương nhiên phải thù thắng hơn công đức của người gián tiếp nghe kinh Pháp Hoa, tức người thứ 50 vô lượng vô biên A Tăng Kỳ, cũng không thể so sánh được. Tóm lại, ở trong đạo tràng nghe kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ thì công đức không thể nói. Không thể nói, tức là dù nói cũng nói không ra cứu kính có bao nhiêu. Kinh văn lại nữa, A Dật Đa, nếu có người vì kinh này mà đi đến phòng tăng hoặc ngồi hoặc đứng nghe trong giây lát, thì nhờ công đức đó mà tái sinh đời sau được voi ngựa, xe cộ, châu báu, kiệu cán, đồ thượng hạng và cung điện. Giảng giải, Đức Phật lại gọi một tiếng A Dật Đa, nếu như có người vì ngưỡng mộ kinh diệu pháp Liên Hoa mà đến chỗ chư tăng ở hoặc là ngồi hoặc là đứng để nghe kinh Pháp Hoa trong chốc lát, do công đức đó mà tái sinh đời sau được sinh vào nhà vua có đủ voi ngựa, xe cộ, châu báu, kiệu cán, hoặc được sinh về cõi trời có cung điện bảy báu. Kinh văn, nếu lại có người ngồi ở nơi giảng pháp, có người đến mà khuyên bảo, khiến cho họ ngồi nghe pháp, hoặc phân chia chỗ cho họ ngồi, thì công đức của người đó khi chuyển thân khác sẽ được chỗ ngồi của trời Đế Thích, hoặc chỗ ngồi của Phạm Dương, hoặc chỗ ngồi của vua Chuyển Luân Thánh Dương. Giảng giải, nếu lại có người ngồi ở nơi giảng pháp nghe kinh Pháp Hoa, sau đó lại có người đến bèn khuyên họ ngồi xuống nghe kinh, hoặc phân chia nửa chỗ của mình cho họ ngồi, hai người cùng ngồi một chỗ, hoặc nhường chỗ ngồi cho họ ngồi, thì công đức của người đó khi tái sinh đời sau sẽ được chỗ ngồi của trời Đế Thích, hoặc chỗ ngồi của Phạm Thiên Dương, hoặc chỗ ngồi của vua Chuyển Luân Thánh Dương. Các vị, nếu như có người đến Phật giáo giảng đường nghe kinh, phải chiêu đãi giúp tìm chỗ ngồi. Nếu có người không có chỗ ngồi thì hãy chia nửa chỗ ngồi của mình cho họ ngồi, hoặc là nhường chỗ ngồi của mình cho họ ngồi, thì tương lai chắc chắn sẽ có phước báo. Tóm lại, phàm là người đến nghe kinh thì phải chiêu đãi, đừng giống như người gỗ, chẳng đếm xỉa gì đến họ, khiến cho họ sinh sợ, lần sau họ chẳng dám đến nữa. Phải biết chiêu đãi khách là lễ phép chứ chẳng phải phan duyên, điểm này phải chú ý. Kinh văn A Dật Đa, nếu lại có người nói với người khác rằng có kinh tên là Pháp Hoa, chúng ta có thể cùng nhau đến nghe. Người đó nghe lời, bèn đến nghe trong chốc lát. Công đức của người đó chuyển thân sau được sinh cùng một chỗ với Bồ Tát Đà La Ni, có lợi căn trí huệ. Giảng giải, Phật lại gọi một tiếng A Dật Đa, nếu như lại có người nói với người khác rằng hiện nay có đạo tràng giảng kinh Pháp Hoa, chúng ta có thể cùng nhau đi đến nghe.
người đó nghe lời khuyên, đi đến nghe kinh Pháp Hoa trong chốc lát. Người khuyên và người nghe kinh đó đắc được công đức, khi sinh thân sau sẽ cùng sinh một chỗ với Bồ Tát Đà La Ni, được trí huệ sáu căn thông lợi. Hiện tại Phật giáo giảng đường đang giảng kinh Pháp Hoa, các vị có thể khuyên các người thân bạn bè, khiến cho họ đến nghe kinh. Chẳng những các vị có công đức, mà người thân bạn bè của quý vị cũng được công đức trồng xuống căn lành, phước báo tương lai không thể hạn lượng. Kinh văn: trong trăm nghìn vạn đời, chẳng bao giờ bị câm, hơi miệng chẳng hôi thối, lưỡi thường chẳng có bệnh tật, miệng cũng chẳng có bệnh tật, răng chẳng dơ, chẳng đen, chẳng vàng, chẳng thưa, cũng chẳng thiếu rụng, chẳng so le, chẳng cong, môi chẳng thòng xuống, cũng chẳng co rút lại, chẳng thô rít, chẳng ung nhọt, cũng chẳng khuyết xấu, cũng chẳng cong dẹo, chẳng dày, chẳng lớn, cũng chẳng đen sạm, chẳng có các sự đáng chê. Giảng giải: trong trăm nghìn vạn đời chẳng mắc bệnh câm, trong miệng chẳng có mùi hôi, thân chẳng tỏa ra mùi hôi. Người tu hành mà chẳng giảng kinh thuyết pháp thì sẽ mắc bệnh câm, người tu hành chẳng giữ gìn giới luật thì sẽ tỏa ra mùi hôi thối. Nếu khuyên người khác nghe kinh thì được công đức lưỡi chẳng bị bệnh tật, miệng chẳng bị bệnh tật, răng chẳng dơ, chẳng đen, chẳng vàng, chẳng thưa, chẳng thiếu rụng, chẳng so le, chẳng cong, rất ngay thẳng và trắng sạch, môi rất đẹp, chẳng thòng xuống, cũng chẳng co rút lại, cũng chẳng thô rít, cũng chẳng bị nhọt, cũng chẳng khuyết xấu, cũng chẳng cong vẹo, cũng chẳng dày lớn, cũng chẳng đen sạm, chẳng có chỗ khiến cho người nhàm chán. Có người môi thì trời bao đất, môi trên thì dài, môi dưới thì ngắn, hoặc đất bao trời, môi trên thì ngắn, môi dưới thì dài. Đó là do tiền kiếp thích nói chuyện thị phi mà bị quả báo. Kinh văn: mũi chẳng dẹp, cũng chẳng cong, sắc mặt chẳng đen, cũng chẳng dài hẹp, cũng chẳng cong trũng, chẳng có những tướng khiến cho người thấy chẳng vui. Giảng giải: mũi ngay thẳng, cũng chẳng dẹp, cũng chẳng cong, sắc mặt chẳng đen, cũng chẳng dài hẹp, cũng chẳng trũng ngắn, chẳng có những tướng khiến cho người thấy chẳng vui. Muốn khiến cho sáu căn trang nghiêm thì hãy làm nhiều công đức lành, đừng làm việc tội ác. Phàm là người có ngũ quan đoan chánh thì không cần hỏi mà vẫn biết, nhờ công đức vậy. Kinh văn: môi lưỡi răng thảy đều tốt đẹp trang nghiêm, mũi thì cao thẳng, mặt mày tròn đầy, mi cao mà dài, trán rộng bằng phẳng, nhân tướng đầy đủ. Đời đời sinh ra đều gặp Phật, nghe Pháp, tin nhận lời của Phật dạy. Giảng giải: đây là người khuyên người khác đi nghe kinh, và người nghe lời khuyên đi nghe kinh đều được môi lưỡi răng tốt đẹp trang nghiêm, mũi thì cao thẳng, mặt mày tròn đầy, mi cao mà dài, trán rộng bằng phẳng, tướng tốt đầy đủ, đời đời sinh ra nơi nào cũng được thấy Phật, nghe Pháp, sinh niềm tin, tiếp nhận lời Phật dạy, tức là y giáo phụng hành. Kinh văn: A Dật Đa, ông xem đó, khuyên một người khiến cho họ đến nghe Pháp mà được công đức như thế, hà huống là một lòng nghe giảng, đọc tụng, rồi ở trong đại chúng vì mọi người phân biệt giải nói Pháp tu hành. Giảng giải: Phật lại gọi một tiếng A Dật Đa, ông hãy xem, chỉ khuyên một người đến đạo tràng nghe Pháp mà được công đức nhiều như thế, hà huống là chuyên tâm nghe giảng, đọc tụng, ở trong đại chúng lại hay phân biệt vì mọi người giải thích Pháp tu hành, công đức đó càng rộng lớn. Kinh văn: bấy giờ Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng. Giảng giải: lúc đó, Đức Phật muốn thuật lại nghĩa lý trường hàn ở trên bằng kệ dưới đây. Kinh văn: nếu người trong Pháp hội được nghe kinh điển này,
cho đến một bài kệ, tùy hỷ với người nói, như vậy lần lượt dạy, đến người thứ 50, người cuối cùng được phước. Nay sẽ phân biệt nói. Giảng giải, nếu như có người ở trong pháp hội được nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa cho đến một bài kệ mà có sở tâm đắc, tùy hỷ đối với người khác giảng nói nghĩa lý bài kệ đó, cứ như thế truyền dạy đến người thứ 50, thì người đó đắc được phước báo như thế nào? Nay ta sẽ vì ông mà phân biệt giải nói, mong rằng các ông hãy lắng nghe. Kinh văn: Như có đại thí chủ, bố thí vô lượng chúng, tròn đủ 80 năm, tùy ý muốn của họ, thấy họ tướng già đua, tóc bạc và mặt nhăn, răng ruộng hình khô gầy, nghĩ họ chết sắp đến. Giảng giải, lần lượt nói ra, như có vị đại thí chủ, dùng đủ thứ của cải vật chất để bố thí cho vô lượng vô số chúng sinh, đã hơn 80 năm, tùy ý muốn cần dùng của họ, đều khiến cho họ mãn nguyện. Vị đại thí chủ đó, thấy những chúng sinh đó đã già nua, tóc bạc, mặt nhăn, răng ruộng, hình hài khô gầy, lại biết họ sống chẳng còn bao lâu, bèn khởi tâm thương xót, khiến cho họ thoát khỏi biển khổ sinh tử, đến được bờ Niết Bàn bốn đức, thường lạc ngã tịnh. Kinh văn: Nay ta nên dạy họ, khiến cho được đạo quả, bèn dùng phương tiện nói, pháp Niết Bàn chân thật, đời đều chẳng lâu bền, như bọt nước ngọn lửa, các ông phải nên biết, sớm sinh tâm nhàm lìa. Giảng giải, bây giờ ta phải dạy họ pháp môn tu ra khỏi thế gian, khiến cho họ đều đắc được đạo quả A-la-hán, lập tức dùng phương tiện, vì họ nói từ sinh tử bờ bên này, vượt qua dòng phiền não, đạt đến bờ Niết Bàn bên kia. Tất cả sự tướng thế gian đều chẳng vững bền, đều hư vọng quyển hóa chẳng thật, giống như bọt nước ngọn lửa đều vô thường. Các ông nên biết đều là không, đừng tham luyến hồng trần, hãy mau nhàm lìa thế giới ta bà, trở về ngôi nhà tự sẵn có, cõi thường tịch quang tịnh độ. Kinh văn: Mọi người nghe pháp đó đều đắc A-la-hán, đầy đủ 6 thần thông, 38 giải thoát. Người 50 cuối cùng nghe bài kệ tùy hỷ, người này phước hơn kia, không thể ví dụ được. Giảng giải: Những chúng sinh đó nghe pháp của vị đại thí chủ đó rồi, bèn phát tâm tu hành, sau đó hết thảy đều đắc được quả A-la-hán. Họ có đủ 6 thần thông. 6 thần thông là gì? 1. Thiên nhãn thông, nhìn thấy được cảnh giới khoái lạc của trời người, lại thấy được tình hình thọ khổ dưới địa ngục rõ ràng như xem truyền hình. 2. Thiên nhĩ thông, chẳng những thấy được hành động của trời người mà còn nghe được trời người nói chuyện, giống như nghe máy thu băng. 3. Tha tâm thông, biết được trong tâm kẻ khác nghĩ việc gì. 4. Túc mạng thông, quán sát được nhân duyên quá khứ và nhân quả tương lai của chính mình và người khác. 5. Thần túc thông, có thể hành động ở trong định hoặc đi đứng ở trong hư không, đến đi tự tại, nhậm vận tự tại, chẳng bị điều kiện hạn chế nào. 6. Lậu tận thông, tức là quét trừ tất cả phiền não, chẳng có mọi vọng tưởng, các lậu đã sạch, chẳng thọ thân sao nữa. Ngoại đạo chỉ có 5 thần thông mà chẳng có lậu tận thông. Lại có đủ 3 minh và 8 giải thoát. 3 minh: 1. Túc mạng minh. 2. Thiên nhãn minh. 3. Lậu tận minh. Tức cũng là biết tướng sinh tử đời quá khứ của mình và của người khác, lại biết tướng sinh tử vị lai của mình và của kẻ khác, lại biết tướng khổ hiện tại, trí huệ đoạn sạch tất cả phiền não. 3 minh ở tại Phật là 3 đạt, ở tại A-la-hán là 3 minh.
trí biết pháp hiển rõ là ba minh. Tám giải thoát đã giải thích ở trước rồi, chẳng cần nói nữa. Lần lượt đến người thứ 50, họ chỉ nghe được một bài kệ kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ công đức thì đắc được phước báo lớn hơn so với vị đại thí chủ gấp trăm lần. Phước báo đó chẳng cách chi nói hết được. Dù dùng ví dụ để hình dung cũng chẳng nói được bờ mé của nó. Kinh văn: lần lượt nghe như vậy, phước đức còn vô lượng, hà huống trong pháp hội, người đầu nghe tùy hỷ. Giảng giải: lần lượt nghe kinh như thế, còn được vô lượng phước báo, hà huống là người đầu tiên trong pháp hội nghe mà tùy hỷ công đức. Công đức của người đó càng lớn hơn. Các vị chú ý, phàm là nơi nào có giảng kinh thuyết pháp mà tùy hỷ tham gia thì nhất định có phước đức không thể nghĩ bàn. Kinh văn: nếu khuyên được một người dẫn họ nghe Pháp Hoa, nói kinh này thâm diệu, ngàn vạn ức khó gặp, bèn nghe lời đến nghe, cho dù nghe chốc lát, phước báo của người đó nay sẽ phân biệt nói. Giảng giải: nếu như có người dẫn họ đến đạo tràng, chùa, nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa và nói với họ, kinh Pháp Hoa là kinh thâm máu di diệu nhất trong trăm nghìn vạn kiếp khó gặp được. Tóm lại, chẳng dễ gì gặp được cơ hội có người giảng kinh Pháp Hoa, cho nên tôi khuyên các vị phải tùy hỷ nghe kinh, bất cứ người nào giảng kinh gì, ở trong phạm vi có khả năng, thì phải tham gia Pháp hội. Được phước báo chẳng nhỏ, có cơm có thể không ăn, nhưng kinh thì không thể không nghe. Có tư tưởng như thế thì mới là tiêu chuẩn của Phật giáo đồ. Nên nhớ, không thể một bên thì nghe kinh, một bên thì khởi vọng tưởng hoặc là ngủ gục. Do đó có câu: tâm chẳng chú ý thì thấy mà chẳng thấy, nghe mà chẳng nghe. Pháp sư giảng giải nghĩa kinh mà chẳng hiểu biết. Tại sao như vậy? Vì chẳng lọt vào tai. Người đó nghe lời bèn đến đạo tràng nghe kinh Pháp Hoa, dù trong thời gian rất ngắn mà chuyên tâm nghe giảng, thì người đó đắc được phước báo. Nay ta, Đức Phật, sẽ phân biệt nói cho ông Bồ Tát Di Lặc nghe. Kinh văn: đời đời miệng chẳng bệnh, răng chẳng thưa vàng đen, môi chẳng dày co thiếu, chẳng có tướng đáng chê, lưỡi chẳng khô đen ngắn, mũi vừa cao lại thẳng, trán rộng và bằng phẳng, mặt mày rất đoan nghiêm, khiến người hoan hỷ thấy, hơi miệng chẳng hôi thối, thơm như hoa ưu bát, thường từ trong miệng ra. Giảng giải: người tùy hỷ nghe kinh Pháp Hoa, đắc được phước báo đời đời miệng chẳng có bệnh, răng chẳng thưa, chẳng vàng, chẳng đen, rất ngay thẳng, đều trắng sạch. Bậc thánh nhân có 40 cái răng, phàm phu có 32 cái, Phật có 40 cái răng. Bồ Tát Hoa Nghiêm, Đường Chứng Quán Quốc Sư có 40 cái răng. Có gì chứng minh Bồ Tát Hoa Nghiêm là Chứng Quán Sư, còn gọi là Thanh Lương Quốc Sư? Ngài là thầy của 7 vị vua nhà Đường. Tướng của Ngài rất trang nghiêm, chẳng những có 40 cái răng mà con mắt sáng như sao, ban đêm phóng quang, hai tay dài quá đầu gối, mắt nhìn một lần 10 hàng, thiên sinh dị bẩm, trời sinh khác thường. Sau khi Ngài viên tịch thì ở Ấn Độ có vị tăng đã chứng đắc A-la-hán, đến Trung Quốc hoằng chương Phật Pháp, tục Phật Huệ Mạng, đi ngang qua Thông Lĩnh, đột nhiên thấy có hai đồng tử đầm dân đi qua. Vị tăng đó dùng thần thông chận hai vị đồng tử lại, mới hỏi họ đang đi đâu và có việc gì. Hai vị đồng tử đáp: chúng tôi đến Trung Quốc thỉnh răng của Bồ Tát Hoa Nghiêm về an trí tại điểm Văn Thù ở Ấn Độ để cúng dường. Vị tăng hỏi: ai là hóa thân của Bồ Tát Hoa Nghiêm? Hai vị đồng tử đáp: Chứng Quán Quốc Sư. Nói xong, hai vị đồng tử đồng dân mà đi. Vị A-la-hán đó đến Trường An,
đem việc đó tấu rõ cho vua nghe, cho phép mở quan tài của ngài Chứng Quán Quốc Sư. Quả nhiên phát hiện thiếu hai cái răng cửa. Do đó mọi người đủ biết ngài Chứng Quán Pháp Sư là hóa thân của Bồ Tát Hoa Nghiêm, thừa nguyện đến để giáo hóa chúng sinh. Người tùy hỷ kinh Pháp Hoa thì môi chẳng dày, cũng chẳng mỏng, vừa đẹp, lại chẳng co chẳng thiếu, rất đoan chánh, chẳng có tướng đáng chê. Lưỡi chẳng khô khan, chẳng đen sạm, chẳng ngắn nhỏ. Mũi vừa cao vừa thẳng, chẳng cong gãy. Trán thì rộng bằng phẳng, mặt như trăng rằm, mắt màu xanh biếc, hoàn toàn trang nghiêm. Ngũ quan của người đó đoan chánh, ai ai cũng hoan hỷ thấy họ. Trong miệng của người đó chẳng có hơi hôi thối, thường tỏa ra hương vị thơm của hoa u bát, vì thường đọc tụng kinh Pháp Hoa. Kinh văn: nếu đi đến nhà tăng muốn nghe kinh Pháp Hoa, hoan hỷ nghe chốc lát, nay sẽ nói phước đó, sau sinh trong trời người, được voi ngựa xe báu, châu báu và kiệu cán, và ngồi cung điện trời. Giảng giải: nếu như có người muốn nghe kinh Pháp Hoa mà đến chỗ của chư tăng ở, dù nghe kinh này trong thời gian chốc lát mà sinh tâm tùy hỷ y giáo phụng hành, nay ta sẽ vì ông nói ra phước báo của họ đắc được. Sau khi người đó chết đi, chẳng sinh về cõi trời, thì sinh vào cõi người, được voi ngựa xe báu. Ở cõi trời thì được ở cung điện trời, đắc được phước báo như thế. Kinh văn: nếu ở nơi giảng pháp khuyên người ngồi nghe kinh, nhờ phước đó nên được tòa Thích Phạm chuyển luân, hà huống một lòng nghe giải nói nghĩa lý kinh, như lời nói tu hành, phước đó chẳng hạn lượng. Giảng giải: nếu như ở chỗ giảng kinh thuyết pháp mà khuyên họ ngồi xuống nghe kinh, do nhân duyên đó nên được phước báo, tương lai có thể ngồi ở chỗ ngồi của trời Đế Thích, hoặc chỗ ngồi của Đại Phạm Thiên Vương, hoặc chỗ ngồi của vua Chuẩn Luân Thánh Vương, hà huống tự mình chuyên tâm nghe kinh, giải nói được nghĩa lý của kinh Pháp Hoa, y theo pháp nói trong kinh Pháp Hoa mà tu hành, thì được phước báo không thể hạn lượng.